Mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin FBNC ngày 6 tháng 11. Thưa quý vị, nhượng quyền thương hiệu không còn là mô hình quá xa lạ đối với Việt Nam và được đánh giá là một trong những phương pháp hiệu quả giúp cho các doanh nghiệp phát triển thương hiệu của mình vượt ra ngoài biên giới quốc gia một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tuy nhiên, trong bối cảnh tại Việt Nam chủ yếu vẫn là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thì muốn xây dựng một mô hình nhượng quyền thành công thì cần phải làm gì? Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây. Hiện nay, việc thực hiện nhượng quyền của thương hiệu Việt vẫn rất ít và chủ yếu tập trung ở một số tên tuổi lớn, trong khi phần lớn các doanh nghiệp của nước ta lại là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vậy những doanh nghiệp này có cơ hội nhượng quyền thương hiệu của mình hay không? Trả lời cho câu hỏi trên, bà Nguyễn Phi Vân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Bán lẻ và Nhượng quyền Châu Á, một đơn vị đại diện cho gần 1.000 thương hiệu nhượng quyền tại Châu Á-Thái Bình Dương cho biết. Thường đó, cái nếp suy nghĩ của người Việt Nam mình và doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam mình thì nó hơi ngắn hạn, có nghĩa là ngày mai doanh thu của tôi là bao nhiêu, tháng sau doanh thu của tôi là bao nhiêu. Nhưng trong cái vấn đề nhượng quyền thì chúng ta phải nói về vấn đề phát triển giá trị doanh nghiệp. Mà muốn phát triển giá trị doanh nghiệp thì chúng ta phải có một cái tầm nhìn nó xa và nó rộng để chúng ta có thể chuẩn bị là biết lộ trình của mình từ ngày hôm nay trên cái hiện thực khó khăn chồng chất của một doanh nghiệp Việt Nam này đến cái tầm nhìn của tôi là trở thành một cái thương hiệu khu vực thì phải đi bao lâu, phải đi bao xa và cuối cùng là lộ trình đi đến đó như thế nào. Cũng theo bà Vân, khó khăn chung không chỉ đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam mà cả các doanh nghiệp trong khu vực vẫn là về tài chính và vấn đề kinh nghiệm. Tuy nhiên, đối với Việt Nam, thử thách này có vẻ lớn hơn nếu như trong kế hoạch phát triển của Malaysia, ngành nhượng quyền được xác định là một trong những ngành trọng điểm để phát triển dịch vụ và vươn ra thế giới. Do đó, ngành này nhận được nhiều sự hỗ trợ của chính phủ, thì tại Việt Nam, hiện những hỗ trợ trong ngành nhượng quyền hầu như là không có. Tôi nhận thấy là cái nội lực và cái vấn đề chuyên nghiệp hóa của một cái doanh nghiệp ở đây, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, thiếu cái sự hỗ trợ về vấn đề trải nghiệm và kinh nghiệm, cần phải tập trung để mà làm tốt, để mà làm vững mạnh và chuyên nghiệp. Nhượng quyền không phải là bán một giấy phép kinh doanh, mà đó là bán một mô hình kinh doanh và hỗ trợ cho bên nhận nhượng quyền bằng một nền tảng về vận hành, nhân sự, marketing và phát triển chi nhánh. Nếu bản thân doanh nghiệp chưa xây dựng được những nền tảng này thì khó có thể giúp cho đối tác của mình. Vì vậy, theo bà Vân, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần chuyên nghiệp hóa và xây dựng hệ thống vững mạnh trước khi nghĩ đến việc nhượng quyền. Nguồn tín dụng chuyên dành cho các nước đang phát triển bao gồm Việt Nam để đầu tư vào các dự án công nghệ sạch hiện đang rất dồi dào. Đây là nhận định của chuyên gia từ nhóm chuyên hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB cho các dự án công nghệ sạch tại nhiều nước đang phát triển, đưa ra tại một hội thảo mới đây. Ông Phan Chienter là giám đốc Học viện về Luật Khoa học Công nghệ, đồng thời là giám đốc Trung tâm Luật và Đạo đức Sinh học của Đại học Tsinghua Đài Loan cho biết, Việt Nam đang là một trong những nước được hỗ trợ nhiều nhất trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ sạch từ Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của ông trong khoảng 2 năm qua, gần như Việt Nam chưa có khoản vay nào cho các dự án năng lượng sạch hay các dự án liên quan đến tái sử dụng tài nguyên hoặc môi trường từ ADB. Chính vì thế, Việt Nam đang có rất nhiều lợi thế trong việc huy động nguồn tín dụng lãi suất thấp để đầu tư trong khu vực này. Ông Phan Chienter khuyến nghị doanh nghiệp Việt Nam hãy chủ động hơn trong việc tiếp cận nguồn tín dụng quốc tế, ưu tiên cho lĩnh vực công nghệ môi trường mà Việt Nam là một trong những nước được nhiều ưu đãi. Năm 2014, ADB đã cung cấp khoản tài chính lên đến gần 23 tỷ đô la cho các khoản đầu tư vào năng lượng, hạ tầng, tài nguyên môi trường, đô thị. Trong đó, Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia, Pakistan và Việt Nam là 5 quốc gia chiếm nhiều nhất. Một số liệu khác từ Viện Năng lượng Bền vững, viện này đã chi 10 triệu đô la để hỗ trợ cho các dự án năng lượng bền vững, trong đó khu vực tư nhân chiếm 72% khoản cấp vốn. Thưa quý vị, theo số liệu do Bộ Tài chính mới công bố, thì tính đến thời điểm hết tháng 9 vừa qua, quỹ bình ổn giá xăng dầu còn khá lớn đến gần 2.800 tỷ đồng. Bộ Tài chính cho biết tính đến thời điểm ngày 30 tháng 9, quỹ bình ổn giá xăng dầu còn trên 2.776 tỷ đồng. Trong đó, nhờ giá xăng dầu thế giới giảm, số tiền trích quỹ bình ổn trong quý 3 đạt gần 1.900 tỷ đồng. Tính đến đợt điều chỉnh giá xăng dầu gần nhất, thì các doanh nghiệp đầu mối được Liên Bộ Tài chính Công Thương yêu cầu tiếp tục trích lập 300 đồng một lít hoặc kg đối với các mặt hàng xăng dầu trừ xăng E5. Vì lý thuyết, khi giá xăng dầu thế giới giảm thấp, các doanh nghiệp đầu mối sẽ trích lập quỹ bình ổn với mục đích để dành nguồn tiền bình ổn khi giá tăng cao. Tuy nhiên, một số ý kiến chuyên gia lại cho rằng không cần cơ chế quỹ bình ổn vì có thể gây nhiễu giá, dễ bị ăn gian lợi dụng và cũng khó để cho giá xăng trong nước có cơ hội giảm sâu. Cũng theo số liệu vừa được công bố tại Hội thảo Phát triển nguồn nhân lực ở Đồng bằng sông Cửu Long, thì mặc dù có nguồn nhân lực khá dồi dào, nhưng Đồng bằng sông Cửu Long lại là khu vực có chất lượng nhân lực thấp nhất cả nước trong 25 năm qua.
Tài liệu công bố tại hội thảo phát triển nguồn nhân lực ở đồng bằng sông Cửu Long cho thấy, trong tổng số 18 triệu dân số, đồng bằng sông Cửu Long chỉ có 10,4% lao động được đào tạo, thua cả khu vực Tây Nguyên là 13,1% và bình quân chung của cả nước là 19,9%. Ngoài ra, bình quân tiền lương lao động ở đồng bằng sông Cửu Long cũng thuộc hàng thấp nhất nước với hơn 3,3 triệu đồng một người một tháng. Theo lý giải của các chuyên gia, nguyên nhân của thực trạng trên là do bị hạn chế trong việc đào tạo nguồn nhân lực, hệ thống các trường còn thiếu, phân bổ chưa hợp lý, cơ sở vật chất nghèo nàn. Hiện toàn vùng chỉ có 62 cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, 13 trường đại học, 26 trường cao đẳng, nhưng đa số mới thành lập. Ngoài ra, thu nhập thấp, không có tiền để chi trả các khoản học phí và quan niệm không coi trọng việc học cũng là một trong những nguyên nhân làm giảm chất lượng nguồn nhân lực tại khu vực này. Điện ảnh Việt Nam những năm gần đây đang phát triển mạnh mẽ với số lượng và chất lượng phim tăng dần theo từng năm. Điều này chứng tỏ là thị trường phim Việt có một sức hút nhất định đủ để thu hút các nhà đầu tư đổ tiền vào. Và dù khá thành công về mặt thương mại trong nước, nhưng trên bản đồ thế giới thì điện ảnh Việt Nam vẫn chưa tạo được dấu ấn đáng kể. Nói cách khác, đây vẫn chỉ là một cuộc chơi trong sân nhà. Làm gì để xây dựng được thương hiệu và đưa điện ảnh Việt Nam ra thị trường thế giới? Chúng tôi mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây. Nếu như cách đây 10 năm, nhà sản xuất phim Việt Nam còn không dám nghĩ đến chuyện ra mắt phim vào mùa hè, vốn được coi là lãnh địa của những bộ phim bom tấn Hollywood, thì gần đây, phim Việt đã tự tin ra rạp bên cạnh các phim lớn. Vào bất cứ thời điểm nào trong năm, chúng ta cũng đều thấy có sự hiện diện của phim Việt tại các rạp chiếu. Doanh thu của phim Việt cũng được cải thiện đáng kể. Không khó để liệt kê những bộ phim đạt doanh thu trên 80 tỷ đồng, thậm chí cả 100 tỷ đồng như Tèo Em, Để Mai Tính Hai, Quả Tim Máu. Gần đây nhất, bộ phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh của đạo diễn Victor Vũ cũng đã chiếm lĩnh các rạp chiếu và mang về khoảng 78 tỷ đồng sau một tháng công chiếu. Bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho rằng, điện ảnh Việt Nam đã tiến được một bước tiến đáng kể trong thời gian vừa qua, để từ đó làm bước đệm ra thế giới. Điện ảnh Việt Nam trong nhiều năm ấy, thì thường là ở thị trường Việt Nam cũng như là với khán giả Việt Nam thì chưa được yêu thích. Nhưng cho đến hôm nay thì tôi cho rằng là đã đạt được một cái bước đầu tiên, có nghĩa là phim Việt Nam đã được người Việt Nam rất là yêu thích. Trên cái sự gọi là chiếm lĩnh được một cái sự yêu thích, cảm tình cũng như là cái thị trường trong nước đấy, thì ta sẽ nghĩ đến làm sao để mà xây dựng cái thương hiệu để Việt Nam ra nước ngoài. Như vậy có thể nói là nền tảng thì đã có, nhưng dấu ấn phim Việt vẫn còn khá mờ nhạt trên thế giới, với chỉ một vài bộ phim được nhắc đến như Thương Nhớ Đồng Quê, Mùi Đu Đủ Xanh, Áo Lụa Hà Đông, thông qua các liên hoan phim quốc tế. Vấn đề đặt ra là vì sao phim Việt chưa thể đến với khán giả thế giới một cách rộng rãi. Theo Huân Tước David Putnam, nhà sản xuất kim đạo diễn người Anh, tham dự liên hoan phim quốc tế vẫn là cách làm phổ biến đối với nhiều nền điện ảnh để tiếp cận thị trường thế giới. Một trong những con đường tiếp cận khán giả quốc tế hiệu quả là thông qua các liên hoan phim thế giới. Nếu phim của bạn thành công tại các liên hoan phim, thì sau 1 năm, 2 năm, rồi 3 năm, dần dần thế giới sẽ biết đến bạn, và khi nước lên thì thuyền sẽ lên thôi. Huân Tước Putnam cho rằng có rất nhiều liên hoan phim quốc tế mà các nhà làm phim có thể tiếp cận, như liên hoan phim Sundance, liên hoan phim châu Á, Thái Bình Dương. Một khi đã được biết đến thì việc phát hành thương mại không phải là chuyện khó. Tuy nhiên, tiến ra thế giới bằng con đường liên hoan phim hoàn toàn không phải là chuyện dễ dàng, khi mà trong số hàng ngàn phim tham dự, ban tổ chức chỉ chọn ra một vài phim xuất sắc nhất để trao giải. Có ý kiến cho rằng do điều kiện còn hạn chế, nhà sản xuất không đủ ngân sách, dẫn đến chất lượng phim chưa cao. Về vấn đề này, Huân Tước Putnam nhận định điều quan trọng là năng lực đạo diễn. Với tôi, chỉ cần 5 phút xem phim là đủ để biết tay nghề của đạo diễn tới đâu. Một đạo diễn giỏi phải là người biết chọn diễn viên phù hợp, biết cách dàn dựng bối cảnh, góc máy, vân vân. Những kỹ năng đó hoàn toàn không tốn kém, không nhất thiết phải có ngân sách lớn. Còn đối với đạo diễn, diễn viên công hậu thì đi kèm với ngân sách phải là một đội ngũ làm nghề chuyên nghiệp. Cái ngân sách nó phải đi đôi với lại cái đội ngũ làm việc một cách chuyên nghiệp. Nhưng mà nếu một đội ngũ làm việc thật chuyên nghiệp nhưng mà ngân sách không có thì nó không đủ. Mà ngân sách rất đủ, thậm chí dư đi nữa mà một cái đội ngũ làm việc không chuyên nghiệp thì nó cũng không ra được một tác phẩm tốt. Cho nên về ngân sách và một cái đội ngũ làm việc nó phải là 5 năm. Về việc nhiều phim được nhà nước đầu tư với ngân sách cao nhưng vẫn không thành công tại các liên hoan phim thế giới, vì đạo diễn này cho rằng khoản đầu tư đó đã không được đặt đúng chỗ. Ngày xưa khi họ đóng phim thì mình cứ nghĩ là gì? Mình nghĩ là cái người Việt mình nghèo quá, cho nên khi mình làm một tác phẩm đôi khi mình không có một sự đầu tư gọi là đích đáng, gọi là cho đến nơi đến chốn. Nhưng mà theo họ biết, và trong quá trình phát triển của xã hội và của đất nước thì bây giờ nhà nước mình cũng đã đầu tư những bộ phim đâu đó đàng hoàng khoảng 20 tỷ, thì họ nghĩ là mình đã có cái cơ sở để làm việc rồi. Nhưng mà ở đây
khi xem xong những bộ phim đó đôi khi thì nó không phải như ý mình. Cái sự đầu tư đó vô một cái đội ngũ chưa được chuyên nghiệp, cho nên nó ra một tác phẩm chưa được hay. Những yếu tố đầu tiên để tạo nên một phim hay, theo Công Hậu, chính là kịch bản phim. Người ta nói rõ ràng không có bột không có gột trên hồ. Bây giờ cho dù cái người đạo diễn nó có giỏi cỡ nào, một cái đội ngũ làm việc có chuyên nghiệp cỡ nào nữa, mà để làm việc với một cái kịch bản không hay thì nó cũng bằng không thôi. Trở lại với vấn đề ngân sách, đứng ở cương vị nhà quản lý, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết cơ hội tiếp cận vốn nhà nước để làm phim rộng cửa cho mọi đối tượng. Hiện nay thì cái đầu tư của nhà nước rất là cởi mở và công bằng, có nghĩa là với các hãng phim tư nhân cũng như là các hãng phim mà thuộc Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch thì đều có cơ hội gửi dự án làm phim đến và chúng tôi xem xét góp ý, và nếu mà đúng cái tiêu chí đặt hàng thì chúng tôi sẽ có cái ý kiến trình Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Bên cạnh đó, Cục Điện ảnh cũng đã trình Chính phủ chiến lược phát triển điện ảnh giúp tạo bệ phóng cho phim Việt ra thế giới. Trong mấy năm vừa rồi thì chúng tôi cũng đã trình được và Chính phủ, Thủ tướng đã phê duyệt chiến lược phát triển điện ảnh, rồi quy hoạch phát triển điện ảnh. Trong đó thì nêu rất rõ là về cơ sở vật chất, kỹ thuật cho phát hành phổ biến phim ra làm sao, rồi đào tạo như thế nào. Nhà nước, doanh nghiệp đã sẵn sàng. Nói cách khác, cơ chế nguồn vốn làm phim về cơ bản đã có hướng giải quyết. Vấn đề còn lại phải chăng chỉ nằm ở nguồn nhân lực mà thôi. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa cho biết là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước SCIC đã đăng ký bán đấu giá trọn lô 2,66 triệu cổ phiếu mà đơn vị này đang nắm giữ tại Công ty Nước khoáng Vĩnh Hảo. Số cổ phiếu này tương đương với 20% cổ phần của công ty. Mức giá khởi điểm của phía Công ty Nước khoáng Vĩnh Hảo đợt chào bán này là hơn 41.100 đồng một cổ phiếu, thấp hơn gần một nửa mức giá mà Masan Consumer đã mua vào năm 2013. Hiện thì Masan Consumer đang giữ 64% cổ phần tại Nước khoáng Vĩnh Hảo, SCIC đứng thứ hai với 20% cổ phần nắm giữ. Thưa quý vị, chỉ số VN Index đã có một phiên đầy biến động trong ngày giao dịch cuối tuần này. Nhờ vào lực đỡ từ các cổ phiếu vốn hóa lớn, thị trường đã không bị điều chỉnh sâu. Tuy nhiên, thanh khoản hai sàn vẫn ở mức ổn định. Sau phiên tăng điểm mạnh liền trước, thị trường vẫn duy trì trạng thái giao dịch thiếu tích cực. Nhà đầu tư vẫn đang khá thận trọng khi dòng tiền chưa sẵn sàng quay trở lại. Chỉ mỗi cổ phiếu Vinamilk là góp phần chủ chốt trong việc giữ sắc xanh cho chỉ số. Trong khi đó, nhiều mã blue chip lại không có sự cải thiện, khiến cho thị trường nhanh chóng chuyển hẳn sang đỏ. Bước sang phiên chiều, thị trường giảm điểm mạnh hơn, áp lực bán gia tăng đẩy VN Index rời khỏi mốc 610 điểm. Ngay cả Vinamilk cũng bị bán mạnh và lùi về mốc tham chiếu. Tuy nhiên, ngay sau đó, lực cầu trở lại giúp cho nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn lấy lại đà tăng, trong đó có Masan, để giúp cho xu thế giảm được thu hẹp dần. Khép phiên, VN Index chỉ còn mức gần 3 điểm xuống còn 612,36 điểm, thanh khoản đạt hơn 2.300 tỷ đồng, tương đương trên 100 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Diễn biến tại sàn Hà Nội cũng không khả quan hơn, nhưng H&S Index chỉ dao động trong biên độ khá hẹp, sắc đỏ bao trùm tại các cổ phiếu dầu khí, chứng khoán, khiến cho sàn này không có khả năng hồi phục trở lại. Chốt phiên, H&S Index giảm 0,4% về mốc 81,5 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 46 triệu đơn vị, ứng với trên 440 tỷ đồng. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin thời sự nổi bật trong nước, và trong phần tiếp theo, chúng tôi mời quý vị cập nhật những tin tức nổi bật ở thị trường châu Á. Căng thẳng biên giới Nepal, Ấn Độ tạm lắng. Toyota thành lập học viện nghiên cứu tại Mỹ.